Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với vlog đọc hiểu tiếng Anh. Thì file từ vựng mình sẽ để bên dưới video để các bạn có thể xem thêm. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài Parents Behavioral Control versus Psychological Control. What are they and why are they important for children's development? Của tiến sĩ Jennifer Lansford. Bài này nói vậy là kiểm soát hành vi so với kiểm soát tâm lý trong việc nuôi dạy con trẻ. Thì chúng là gì và tại sao chúng lại quan trọng đối với sự phát triển của trẻ? Now let's begin. Researchers who study parenting and child development distinguish between behavioral control and psychological control. Thì các nhà nghiên cứu mà nghiên cứu về việc nuôi dạy con cái và sự phát triển của trẻ thì đã phân biệt giữa kiểm soát hành vi và kiểm soát tâm lý. Behavioral control involves parents' attempts to set clear rules and monitor children's activities. Thì kiểm soát hành vi nó liên quan đến việc là cha mẹ cố để mà tạo ra các cái quy tắc và sẽ giám sát các cái hoạt động của trẻ, giám sát các cái hoạt động của con cái. Where psychological control involves parents' attempts to place limits on children's thoughts and feelings. Trong khi là kiểm soát tâm lý thì nó liên quan đến việc là ba mẹ sẽ cố gắng để mà tạo ra các cái giới hạn trong các cái suy nghĩ và các cái cảm cảm xúc của trẻ, cảm xúc của con cái họ. Một bên là về các cái quy tắc, còn một bên là về kiểm soát suy nghĩ. Parents' behavioral control is generally related to better child development outcomes. Việc kiểm soát hành vi thì nó thường liên quan đến việc là sẽ dẫn đến là các kết quả tốt hơn trong cái sự phát triển của trẻ. For example, children and adolescents are less likely to use drugs and engage in risky behaviors if their parents set rules and limits on their behavior. Ví dụ là con trẻ và trẻ vị thành niên thì nó sẽ ít có xu hướng sử dụng các cái chất thuốc phiện và nó sẽ ít thực hiện các cái hành vi nguy hiểm nếu mà cha mẹ của chúng là sẽ có các cái quy tắc và các cái giới hạn trong cái hành vi. E.g. curfews for being home by a certain time, letting parents know where they are going and who they will be with. Các cái giờ giới nghiêm để mà về nhà đúng đúng giờ trong một cái thời gian nhất định và phải cho ba mẹ biết là đang đi đâu và là đi với ai. Đó, kiểm soát là các cái quy tắc. Parents' psychological control, by contrast, is generally related to worse child development outcomes. Trong khi thì cái ngược lại thì cái kiểm soát tâm lý thì nó thường liên quan đến là các cái kết quả tệ. Nó sẽ dẫn đến cái kết quả xấu trong việc phát triển của trẻ. For example, children and adolescents are more likely to be anxious and depressed if their parents use psychologically controlling strategies to influence their children's thoughts and feelings. Ví dụ là con trẻ và trẻ vị thành niên thì nó sẽ có xu hướng là sẽ tăng cao, là nó sẽ trở nên dễ bị lo lắng và depressed là kiểu bị trầm cảm nếu mà ba mẹ của chúng sử dụng các cái biện pháp kiểm soát tâm lý, các cái biện pháp, các cái chiến thuật kiểm soát tâm lý để mà ảnh hưởng các cái suy nghĩ và cảm xúc của con trẻ. Two common strategies involved in psychological control are guilt induction, making children feel guilty if they don't share parents' thoughts and feelings. Thì hai cái chiến thuật phổ biến để mà liên quan đến kiểm soát tâm lý là gây ra cảm giác tội lỗi, thì nó sẽ làm cho con trẻ cảm giác là tội lỗi nếu mà chúng không chia sẻ cái cảm xúc và cảm giác của ba mẹ. And love withdrawal nghĩa là thu thu mình lại, chúng ta thu mình lại. Making children feel unloved if they don't share parents' thoughts and feelings. Thì sẽ làm cho trẻ em là cảm giác không được yêu, cảm giác không được yêu yêu quý, không được
thương yêu, thì nó khi mà chúng nếu mà chúng không có chia sẻ cái cảm xúc và suy nghĩ của ba mẹ, như là không có nghe lời ba mẹ đó. Despite these general patterns of feelings, nghĩa là bỏ qua các cái quy luật phổ biến đó. Some interesting cultural differences exist. Một vài các cái điểm khác biệt về thú vị về văn hóa thì nó tồn tại. In particular, behavioral control is more common in some cultural contexts than in others. Thì cụ thể là cái kiểm soát hành vi thì nó sẽ phổ biến trong một số cái nền văn hóa hơn là ở một số các cái văn hóa hơn là các cái văn hóa khác. It's likely to decrease over time as children develop sooner in some cultural contexts than in others. Thì nó sẽ có xu hướng là giảm xuống theo thời gian khi mà con trẻ phát triển sớm hơn ở một vài cái nền văn hóa so với các cái nền văn hóa khác. And is associated with other aspects of parenting in different ways across cultures. Và nó thường liên quan đến các cái khía cạnh của việc nuôi dạy con cái ở một cái cách khác trong các cái nền văn hóa. For example, in some cultural contexts, parents who use more behavioral control are also warmer and more affectionate toward their children. Thì ví dụ là một số các cái nền văn hóa thì cha mẹ sẽ sử dụng nhiều các cái biện pháp kiểm soát hành vi thì thường là sẽ ấm áp và sẽ có nhiều tình cảm hơn đối với con của họ. Whereas in other cultural contexts, more behavioral control is unrelated to parents' warmth or is related to less parental warmth. Thì trong khi là một số các cái nền văn hóa thì cái kiểm soát hành vi thì nó không có liên quan đến là cái sự ấm áp của cha mẹ hoặc là liên quan đến việc là giảm bớt sự ấm áp của ba mẹ. Across cultures, trong các cái nền văn hóa, parents typically decrease their behavioral control as children move through adolescence. Trong cái nền văn hóa thì cha mẹ thường có xu hướng là sẽ giảm các cái biện pháp kiểm soát hành vi khi mà con của họ qua tuổi vị thành niên. Although there are cultural differences in ages at which parents and adolescents think parents should cede control to adolescents and in race of change in control over time. Thì mặc dù là có các cái sự khác biệt về mặt văn hóa nên là các cái độ tuổi mà các cái cha mẹ sẽ dừng kiểm soát cái con của họ hoặc là họ sẽ nhường lại cái quyền kiểm soát cho con của họ, nghĩa là con của họ sẽ được tự lập á, thì nó tùy thuộc vào cái tỷ lệ, nó sẽ thay đổi theo cái mức mức độ theo thời gian, nghĩa là ngày càng con trẻ ngày càng lớn lên thì cha mẹ sẽ bớt kiểm soát lại. In contrast to behavioral controls, cultural variability. Thì ngược lại với lấy cái kiểm soát hành vi ở trong cái sự đa dạng văn hóa đó đó thì psychological control appears to be detrimental to children's well-being across cultural contexts. Thì cái kiểm soát tâm lý thì nó sẽ có hại đối với sức khỏe của con trẻ ở trong các cái nền văn hóa, các cái bối cảnh văn hóa. What makes psychological controls especially problematic is that it tends to devalue children's own experiences and disrespect their individuality. Thì cái điều mà làm cho các việc kiểm soát tâm lý đặc biệt là có vấn đề đó là có nghĩa là nó có xu hướng là nó sẽ làm giảm giá trị, nó không có trân trọng các cái trải nghiệm của con trẻ và nó không có tôn trọng cái quyền quyền cá nhân của con trẻ. Individuality dịch sao ta? Và tính cái tính cá nhân, cái đặc biệt, cái đặc tính cá tính của cái con trẻ đó. Especially as children enter adolescence, psychological control is related to parents' inability to recognize that they can be different from yet still connected to their children. Đặc biệt là khi mà con trẻ là bước vào tuổi dậy thì
thì các cái biện pháp kiểm soát tâm lý thì nó liên quan đến việc là cha mẹ thiếu năng lực trong việc là nhận dạng là họ là con của họ là có thể khác đi, nhưng mà vẫn còn cái sự kết nối đối với con của họ. Nghĩa là cha mẹ với con cái thì vẫn kết nối với nhau, nhưng mà khi mà con nó đến tuổi dậy thì nó sẽ rất là khác, nó không còn giống. Mà nhưng mà cha mẹ thì không có cái năng lực để mà nhận biết cái điều đó. Tâm lý của con trẻ nó sẽ khác đi theo độ tuổi. Across cultural contexts, children and adolescents recognize that their parents have legitimate authority over some aspects of their lives. Ở các cái nền văn hóa thì trẻ em và vị thành niên nhận diện rằng là ba mẹ của họ là có cái quyền quyền hợp pháp đối với một số khía cạnh của cuộc sống của chúng. Children and adolescents are more likely to believe their parents have legitimate authority over domains involving morals, health and safety than over personal domains. Nên là con trẻ và trẻ vị thành niên thì có khả năng cao là sẽ tin là cha mẹ của chúng là có cái quyền hợp pháp về mặt là đạo đức, sức khỏe và an toàn hơn là các cái việc cá nhân, such as what clothes an adolescent is allowed to wear or what music an adolescent listens to. Thì như là cái việc là cái quần áo mà phải mặc hoặc là cái nhạc nào đó phải nghe, phải được sự cho phép đó. Thì cái này thì con trẻ tụi nó nhận ra được là cha mẹ không có quyền quyết định cái điều đó. In some cultural groups, adolescents are more likely to believe they must go along with parents even when they disagree. Ở một số các cái nhóm văn hóa thì trẻ vị thành niên thì có xu hướng tin rằng là chúng phải có cái mối quan hệ tốt với ba mẹ ngay cả khi chúng không đồng tình. Whereas in other cultural groups, trong ở một cái nhóm một số nhóm khác, adolescents expect to be able to express their disagreement and follow their own preferences. Thì cái trẻ vị thành niên thì sẽ kỳ vọng là có thể là biểu lộ cái sự không đồng tình và có thể làm theo cái sự yêu thích của riêng mình, làm cái điều mình thích và có thể bày tỏ cái sự không đồng tình ở một cái số cái việc. Effects of parents' behavioral and psychological control on children's well-being depend. Thì cái hiệu quả của việc là kiểm soát tâm lý và kiểm soát hành vi của ba mẹ đối với con trẻ, sức khỏe của con trẻ thì nó tùy phụ thuộc vào in part một phần on whether parents are perceived as trying to assert control in areas in which they have legitimate authority or not. Thì một phần là nó còn tùy vào là ba mẹ thì có nhận thức được là đang cố gắng để mà khẳng định cái quyền kiểm soát ở các cái việc như là họ có quyền hay là không. Có một số thứ thì cha mẹ có quyền nhưng mà có một số thứ thì cha mẹ không có. The bottom line for parents is that setting clear expectations for behavioral and monitoring children's and adolescents' activities can help prevent problem behaviors. Thì cái kết luận là ba mẹ sẽ đề ra các cái sự kỳ vọng rõ ràng đối với một số hành vi và sẽ giám sát con trẻ và trẻ vị thành niên, các cái hoạt động của chúng thì có thể giúp là để ngăn ngừa các cái hành vi có vấn đề. But allow children and adolescents to experience their own thoughts and feelings without trying to make them feel guilty or unloved if these thoughts and feelings are different from parents' own. Nhưng mà sẽ cho phép cái con trẻ của họ để mà trải nghiệm các cái cảm xúc và các cái suy nghĩ của mình mà không có làm chúng cảm giác tội lỗi hoặc là cảm giác không có được yêu thương. Nếu mà các cái suy nghĩ và các cái cảm xúc đó nó khác biệt đối với ba mẹ. And
pay attention to cultural context and children's development over time to adjust parenting in response to children's changing needs as they gain more independence in adolescence. Và sẽ chú ý hơn vào các cái bối cảnh văn hóa và cái sự phát triển của con trẻ qua thời gian để mà có thể điều chỉnh các cái cách nuôi dạy con trẻ mà nó sẽ liên quan đến việc là các cái nhu cầu của con trẻ sẽ thay đổi khi mà chúng sẽ mà ngày càng tự lập hơn ở trong cái tuổi vị thành niên. Thì trẻ em ngày càng lớn thì nó sẽ càng tự lập hơn, thì phải thay đổi các cái sự, phải chú ý vào các cái sự thay đổi đó để mà có thể điều chỉnh cái cách nuôi dạy. So that's it. So thank you for watching my video. I hope that it will help you somehow. Cảm ơn các bạn đã xem vlog này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo. Bye bye.